Casper không, cái map này nó có ba map được mà. Đúng rồi, giờ Mấy cái thì góc ba cây gây nhưng mà mày cũng phải biết góc kê chứ, cho. mày có mấy Đây cái đây đây, bắt đồ. Reyna nha, Reyna cho. Tôi tin là con Reyna tôi làm được cái. Sir. Ủa, ông chết luôn hả? Giữ được tớ hơn cậu. Tớ hơn cậu. Vô đây chiêu mà, vô đây bắn, Có xài vô chiêu đây mà, vô có vào xài chiêu chiêu không mà. bắn rồi Có xài chiêu, có xài chiêu, có xài chiêu. ơi. Yes sir. Chiêu thôi, bên nào chấp mày chứ bên đó thắng. Nó làm nhớ chi kết hồi xưa quá, cũng cũng kiểu này nè. Hồi xưa cái Baron này còn có một cho tất cả nữa đúng không? Ừ đúng rồi, cái mốt nó chơi đúng vui tự nhiên giờ nó bỏ. Nó Đúng bỏ cái rồi, góc và luôn. đít mắt mà vẫn chia ra nó tắt nó đắt nó cho nó team nó thấy mình. một cái escalation lâu quá à. Escalation chưa Một bỏ nữa mà một cái một cái tất cả bên hồi trước đét mắt là hai team bắn nhau thôi. Bên đúng mắt rồi, này ý là là hai mình team sao bắn mình nhau chia, thôi. nhưng mà sao mình Đúng chia rồi, attack nó là có hai loại defend đét à. mắt. Cái này là team đét mắt mà, nó có chữ team cho nó mà. Nó giống đến mắt kia Tao nhớ mà đít mày, mắt, nó có tao team nhớ đít đâu. mắt là cứ cứ lao đâu đấm thôi chứ đâu Đúng có rồi, chia attack với lại defend đâu. đến mắt kia là đụng gặp ai cũng đóng đến này, đúng là team đến mắt rồi. Còn có cả deathmatch mà cắm cờ gì cứ cờ nữa Nó là hồi của xưa game chơi Overwatch, Overwatch nó là của thằng đắc cầu Overwatch. deep ừ mày mày deep ba sai á, deep deep tới khi xong rồi thôi chăm One mạng trước win. for all, chắc con Viper chùm rồi. Viper Viper kêu cho chắc chùm. Mạnh đó Không, Viper như em test rồi, Viper nó kẻ tường, nó chết là nó mất tường. đúng. Nhưng mà vẫn lợi thế hơn. Ừ, thì năm ba Đúng bốn đúng rồi, chỉ không? cần Dũng Dũng nó sống lâu là coi như thắng rồi. Còn Dũng chết thì mất cái tường. Mất cái tường là nó mất luôn tới phải 5 phút sau mới có lại. Quanh quanh con vậy 10 thằng Viper xả cái ulti ra bắn nhau gì Không, One for All là một team bích một tướng thôi, có nghĩa là hai team mà là hai tướng khác nhau á. vậy là năm con Viper năm bức năm cái ulti hồi lâu Đúng rồi được rồi, hai bên giống nhau khó lắm. nếu mày muốn thì là 10 con Viper cũng được, nếu như team bạn hiểu ý thì team bạn bích Viper đi. Hiểu ý hả? Hiểu ý kiểu gì? Hiểu ý kiểu gì? Là hiểu ý. Thôi trong lúc chọn tướng. Rồi ra nhạc mẹ ơi. Ủa cái tiền dữ à? Bay cao bay xa dữ à? Ui thầy dữ vậy ta, hay chó rách giờ coi chờ đứng ôi cái lồng bắn ra luôn. ghê thế, ôi cái lồng mắt như vậy vậy. Ồ, dở rồi, đúng. Hay. Má, không ai đẩy bên kia xong mới đẩy tới nhà mình luôn mà, có lòng lắm. Trời Vậy, ơi. được chết, được chết. Ghê vậy, con say này nó chim đồng ghê vậy. À, chị nói. Ok, được rồi, ngon. Ấy sao ta lại cầm sọc lên rồi chứ ngồi. Quăng ra đi. Không ra. Rồi tao đứng ngay nhà mày luôn. Tao đứng Ừ ngay mà nhà đứng mày yên, luôn. tao 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 đứng đứng ngay yên nhà tao mày đứng yên luôn. mày. Ui. Trời ơi, sọc lên chứ xin. Không Thành công, phải mà thành là công. do Thật ra ngon chỉ khi mà em công sai thôi, em là Duelist công sai em thật ra ngon. Mày non. Mày nào cũng được tính chứ. Tính quá rồi tính luôn rồi. Má. Vậy. Đạn mày. Cái gì vậy?
health ready. They will cover. Mày ngoài không được luôn ta. Mẹ mày đã. Mày ngoài không được luôn ta. Cây chết à. Có gì từ từ đi. Nó hẳn quá vậy. Đi nhả được, đi nhả được. Bà già, tôi bắn người nó mà tôi bắn hụt hết. Chỉ là vấn đề kỹ năng. Ủa tụi nó hết rồi. Tôi dẹp ra tôi bắn luôn nè, mày đâu. Dạ, chỗ quá. Ủa gì con. Ui cái mod này dễ chim quá vậy. Đúng rồi. Một cái lần hả? Cái mod này để mày luyện micro. À đúng, đúng rồi luyện micro. Bỉ mẹ mày. Tất cả thôi. Trời ơi. Đúng rồi. Không mà như có mỗi mỗi stay là mày mới mua được một cây, một trong ba cây á. Trời ơi nó núp. Rồi, bấm bắn AK mà mày. Sao 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 đây carry carry, tâm 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 mọi người ơi, tâm mọi người ơi. Ôi tôi hết carry rồi. Tôi hết carry rồi. Tôi chết rồi. Này. Này. Tôi đang hết đạn luôn chứ. Trời ơi ba đứa lần. Cơ mà vẫn là kỹ năng. Mà đúng cái vẫn là kỹ năng. Đúng vấn đề kỹ năng. Vẫn là kỹ năng. Mình mua, mình mua, mình mua, mình mua vậy. Cố lên đang thắng rồi. Gì vậy? Nó chim nó cam với nhà mình rồi. À. Ai tự này các bạn ơi. Ôi trời ơi, tôi bắn tôi hụt hết luôn. Tôi nhảy chưa, tôi nhảy chưa, tôi nhảy chưa, tôi nhảy chưa, let's go, let's go, let's go. Ô tôi lục mà. Đừng làm mấy cái chiêu cuối á. Vậy. Cái chiêu cuối không nạn thiệt chứ. Ấy vô nhảy chứ, nhảy chứ. Tôi nhảy đi, vô nhảy đi. Cái gì bắn hoài không chết gì chamber. Ôi tụi nó spawn ra, tụi nó spawn ra, tụi nó spawn ra đây em. Cái gì vậy? Tụi nó nhả luôn hả? What the fuck? Ê chứ mày. Ok ok để tụi đi vô, tụi vô, tụi vô. Ai con lồn ti trong nhà luôn mà. Đừng điên đấy. Ê đông không? Sao nghe tiếng bước chân ngoài ấy? Nó cũng vô nhà mình chơi á. Không gì được nó đâu. Ở đây hết rồi, đây hết rồi, tụi nó đây rồi. Oh ma. Cần tiền luôn, nó còn chạy đây. Hay. Cái thằng này 2k nhà mình nha. Nha, tôi bắn hụt hết luôn mà. Nhưng tôi bắn dính. Ủa. Đấy rồi. Mày mới chết rồi hả? Đâu còn đó. Không không không, nó mấy phần trăm. Đây đây. Vậy. Rồi đây. Cảm ơn. Má bắn chết đó, thằng em anh đồ bắn. Má lòng ngựa đi, má chó hèn con lợi hèn nhát.
Nó dơ. Bật. Ô cái lồn ma nó hổ. Thôi. Ăn đồ ngon. Sao thì mình đang thắng không thì mình sẽ chơi thua vậy. Không. Không, cũng có 150 máu à. Ai cũng 150 mà. Ô cái lồng má. Shit. Ai vậy? Con này vui vậy. Ừ, con nó bay nhảy nhiều lắm, có gì bắn được không? Thôi, đang qua đoạn chiếu mà, mày bắt cậu thấy. Hay. Ủa lần sắp thắng rồi. Ui, đừng chạy lên rồi. Ủa lên ba mạng nữa thôi. Ba tụi bắn vượt xét. Đúng là chín ăn rồi xoáy mời em chín. Dạ sao? Gì? Nước. Ở chơi này cũng vui chứ. Đi bên đâu anh em? Tây, tây. Được. Cái này vừa hay ngán.